Trên các phương tiện di chuyển công cộng, hầu hết đều có một luật lệ bất thành văn là nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Cách hành xử lịch sự này được mọi người hưởng ứng và chấp hành. Mới đây, một người phụ nữ lấy lý do bản thân là nữ giới, yêu cầu người đàn ông trước mặt nhường chỗ, nhưng cuối cùng lại làm ra hành động phản cảm khó chấp nhận. Sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Moscow, Nga và được chia sẻ rộng rãi nhờ bài đăng trên Facebook. Thời điểm người phụ nữ này bước lên, tàu đã không còn một chỗ trống nào và rất nhiều người khác buộc phải đứng. Thế vậy, cô liền đi đến trước mặt một người đàn ông và yêu cầu nhường chỗ nhưng lại nhận được câu hỏi: "Tại sao tôi phải làm vậy? Hãy cho tôi một lý do đi." Không đáp trả bằng lời nói, người phụ nữ lập tức tốc váy lên, để lộ cả nội y và phần mông phía sau rồi hét lớn: "Tôi là phụ nữ, nhiều đây đã đủ lý do chưa?" Trước hành động này của cô gái, hầu hết mọi người đều không tránh khỏi cảm giác bị sốc, nhưng không một ai chịu nhường chỗ. Quá tức giận, người phụ nữ đã để nguyên bộ dạng tóc váy và đứng dựa vào thanh sắt trên suốt chuyến tàu với biểu cảm bực dọc ra mặt. Dựa vào cách hành xử trên, nhiều người tin rằng cô gái thuộc chủ nghĩa ủng hộ nữ quyền. Nhưng ở thời đại bình đẳng giới tính thì đàn ông cũng như phụ nữ không thể yêu cầu người khác chịu thiệt thòi vì lý do chẳng hề chính đáng của bản thân. Thêm nữa, hành động trên của người phụ nữ chắc chắn sẽ khiến cho người ta có cái nhìn tiêu cực về các phong trào đấu tranh bảo vệ cho nữ quyền.